Em Hoàng Nhung xin kính chào quý cô, chú, anh, chị và các bạn Rất vui vì được gặp lại mọi người trong video ngày hôm nay Thì ngày hôm nay em Hoàng Nhung xin gửi tới quý cô, chú, anh, chị và các bạn Một chiếc xe mang thương hiệu Canon Deo Một thương hiệu khá nổi tiếng của Mỹ à, Chiếc xe này thì được cửa hàng nhập trực tiếp bên thị trường Nhật về Và chiếc xe này thì cũng được một bác khách hàng chốt thông qua video ngắn rồi Thì hôm nay em cũng xin phép được review chi tiết mẫu xe này Để cho các bác cùng tham khảo À, cửa hàng em thì còn rất nhiều những mẫu xe khác nhau, hàng về liên tục. Bác nào mà thích cái dòng xe nào, sai số bao nhiêu, khoảng giá bao nhiêu tiền thì cứ nhắn tin hoặc gọi điện trực tiếp cho em theo số điện thoại 0989 668 195 hoặc bác nào ở gần em cũng xin mời các bác ghé qua trực tiếp cửa hàng để xem xe và trải nghiệm. Cửa hàng có địa chỉ tại Cổ Dũng, Kim Thành, Hải Dương. Cửa hàng nằm ngay mặt đường Quốc lộ 5 rất là dễ lần ạ thì em cũng xin phép được review chi tiết mẫu xe này. Chiếc xe này thì có size của hãng là size 51. Xe thì được trang bị bộ group SRAM Z rất là cao cấp. Một siêu phẩm không tì vết. Màu sơn thì cũng rất là đẹp, rất là xịn sò. Tất cả những chiếc xe mà về với cửa hàng thì được cửa hàng tuyển chọn rất là kỹ lưỡng cả về hình thức, chất lượng và giá cả nên các bác cứ yên tâm mua hàng. Khi các bác mua hàng em sẽ cung cấp đầy đủ thông tin, hình ảnh, giấy tờ của xe khi ở bên Nhật Em đảm bảo cho các bác là hàng là hàng chuẩn, hàng xịn và hàng chính hãng Nói không với hàng fake Em đảm bảo cho các bác là mãi mãi về sau này là hàng chuẩn sách tay từ Nhật về các bác nhé Một siêu phẩm không tỉ vết rất là xịn sò luôn Thì uh, chiếc xe này thì uh, có size giống ngang là 51 các bác nhé và dòng đứng thì em sẽ đo từ tâm trục lên trên phần cọc yên là 43 à. tất cả thì đều đồng bộ và nguyên bản theo xe xe về như nào thì em trả các bác như vậy có bị lỗi hay bị cháy xước gì thì em cũng sẽ báo ngay ở trong video để cho các bác được rõ rất là xịn sò luôn một siêu phẩm đùi đĩa cũng rất là đẹp các bác nhé em sẽ quay cho bác ngắm cái tem gầm made in taiwan rất là xịn sò tem mark đầy đủ gầm xe cũng còn rất mới các bác nhìn cái răng của cái đĩa thì biết độ mới của nó như thế nào rồi rất là đẹp độ mới thì rất là cao Cửa hàng em thì có ship code toàn quốc Tất cả các đơn hàng em đều bao ship cho các bác Các bác được kiểm tra hàng trước khi thanh toán ạ Rất là xịn sò luôn Một thương hiệu khá nổi tiếng các bác nhé Phanh trước sở Z đồng bộ và nguyên bản theo xe Độ mới rất là cao đấy các bác nhìn kia Đĩa của cái phanh này xem rất là đẹp đẹp long lanh lóng lánh luôn đấy ạ chiếc xe này thì có khoảng giá là 180 triệu và đã được bác khách hàng chốt rồi ạ thì em cũng quay để cho các bác tham khảo thôi rất là xịn xò luôn các bác nhớ đăng ký kênh, bật nút chuông thông báo để cập nhật những mẫu xe mới nhất của cửa hàng và chia sẻ bạn bè giúp em em cảm ơn các bác rất là nhiều tem mác đầy đủ các bác nhé vành là vành carbon cao 6,4 phân rất là xịn xò luôn phanh sau sờ đam Z. độ mới rất là cao các bác ạ Vành là vành 700 x 25C các bác nhé Rất là xịn xò luôn Một uh, siêu phẩm full carbon Em uh, chưa thấy một uh, gân gợn chảy xước nào các bác nhé Rất là đẹp group là slam rất là cao cấp các bác nhé in cũng rất là đẹp các bạn in của hãng luôn tất cả đều đồng bộ và nguyên bản theo xe luôn nhé rất là xịn sò tem mác cũng còn rất là đầy đủ các bác nhé xe thì được trang bị thêm một cái đồng hồ các bác nhé ghi đồng phút tăng cũng rất là mới các bác nhá, độ mới rất là cao tay quấn tay phanh thì không có bị rách hay bị cháy xước gì rất là đẹp full carbon các bác nhé tay phanh sờ làm mặt trái mặt phải đằng trước đằng sau em chưa phát hiện ra một nửa gân gợn chảy xước nào mới long lanh luôn mới có thể xoay gương được các bác nhé đấy phanh trước slam Z ca long đeo rất là xịn sò vành bánh, bánh lốp láp tem mác đầy đủ hết các bác nhé Đấy, rất là xịn sò luôn đấy ạ. Đùi đĩa cũng còn rất chi là mới các bác nhá. Đấy các bác nhìn xem độ mới rất là cao. Có hai tầng đĩa, tầng ngoài là 48 răng và tầng trong là 35 răng. Đây có một cái uh, miếng dán ở đây cũng còn chưa bóc ra này các bác này. Rất là mới. sàng đĩa cũng rất là mới các bạn, không có một điểm chê nào được các bác nhá. để clip rất là đẹp, thấy các bạn nhìn độ mới rất là cao, phanh sau ramdet đồng bộ và nguyên bản theo xe. cửa hàng em thì còn rất nhiều những mẫu xe khác nhau nên là bác nào cứ thích cái dòng nào cứ gọi điện hoặc nhắn tin zalo cho em em sẽ tư vấn cụ thể nhất cho các bác rất là xịn sò luôn hàng nhà em là em đảm bảo cho các bác là mãi mãi về sau này là hàng chuẩn hàng xịn và hàng chính hãng chứ không phải là bán cho các bác là xong tay các bác nha lốp là lốp victoria các bác 700 x 25 c rất là xịn sò luôn Vâng, vừa rồi em đã quay rất là chi tiết và tổng thể một chiếc Canon Dell, một thương hiệu khá nổi tiếng của Mỹ. Xe thì được trang bị bộ group Slam Z rất là cao cấp. Xe có size của hãng là size 51. Cảm ơn các bác đã xem video của em. Các bác nhớ đăng ký kênh, bật nút chuông thông báo để cập nhật những mẫu xe mới nhất của cửa hàng và chia sẻ bạn bè giúp em. Em cảm ơn các bác rất là nhiều. Em cũng xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những video sau. Em xin chào các bác ạ.